Hệ thống chưa làm gì là ăn khoảng 5 quát ha. Chưa chạy quạt chưa chạy. Miếng nhôm là 29 độ. Cuộn cảm là 27 độ. Quạt nó re luôn. Nó lùi ra nó sao? 36 độ liền. Thì nó môi trường nè. 27 độ. 38 độ. Cuộn cảm nè. Cuộn cảm 28 độ. Mà cỡ 28 độ thì tức là rờ mà còn rờ được đó là chưa nóng, mà thậm chí mình rờ mình để lâu mới thấy nóng là cỡ đó. 1375, 1375 dòng 1334. Dữ quá, dữ quá. Cái chân của Senko mà chịu không nổi luôn. Có 51 quá là coi như là 45 quá nguyên cái hệ thống này. Dịch cũng vừa vừa đo vừa độ đây 48 độ 42 nó rung quá đâu 29 độ để cầm cái cầm luôn thì đúng gì cày 32 độ rồi 41 độ nó thật lát luôn. Hết giờ hết đụng miếng nhôm nổi rồi, cái miếng miếng PCB bây giờ nó truyền qua miếng CB rồi phỏng tay luôn. 30 độ lên 30 độ rồi. Giờ lên đâu không thấy giảm nè. 48 độ. 44 độ. Bây giờ kiểm cho cái này đó, cái sợi dây là dây điện tôi làm nhiều quá đo toàn nó trúng sợi dây điện thôi, đo trúng cái phần nhựa. Không còn chỗ để đo. Nó 42 độ miếng nhôm 42 độ. Miếng nhôm này nó ép chi sát nè. Chi tiết mà nó sát là nó giữ hơn. Bây giờ cái miếng PCB nóng 28 độ tào lao 38 độ. Đó, cái này mới đúng. Sao 28 độ. Cái thằng này phải đo vuông góc rồi nó khoảng 7. Đó, 44 độ rồi 52 độ. Đo đâu không biết. Tức là hồi mình đo thì thấy nó lên 50 mấy độ nhưng mà nhả ra đó. Đó, mà mình nhả ra nhảy sớm quá 57 độ. Cái này là cái con chip mà nâng áp XNL semi XNL 19 gì đó. Thì ba cái đồ của Trung Quốc là đồ Trung Quốc là công nghệ cũ thôi, cái công nghệ sung nó công nghệ cũ nên nó nóng. Một đó là con IC nó nóng, cái bóp phét nóng. Hai là cũng cảm nóng. Hoặc ba là cả hai cả ba đều nóng, cả ba hai đều nóng, bây giờ nóng cái nào cũng nóng. Mà hai nữa là nó làm nhỏ xíu như này là mình không có về chế hay độ gì hết, không không còn chỗ để mình nhét cái này. Mà tôi thấy trên mạng là nó hay bán cái loại mà quạt 12V xong cái ấy loại quạt 24V xong rồi nó đối với bình 12V nó thì nó bán theo cái mạch mà nâng áp lên. Theo tôi là mình không có nên làm vậy, tại vì nó nóng, khi mà nó nóng là nó không bền, nóng là nó không bền, như thứ hai là nó phí điện, nó hao điện của mình. Mà khi mình xài điện bình điện này nọ là điện mà không có mà nó không có điện mà xài vậy nó phí. Mà cái mạch này là không có chế độ gì được hết trơn, giờ nó làm cho tối ưu, làm cho nhỏ gọn cho đỡ tốn tiền PCB, làm gì cũng tối ưu, giờ không có chế độ hết. Mua là thủ vàng là bỏ thì thương, bỏ thì vương mà thương thì tội, lỡ mua về ráng xài mà xài thì nó tốn điện rồi nó nóng không bền lum ra. Thành ra là khi mình mua cái quạt này là nếu nhà mình có điện 12V thì mua quạt 12, còn nếu mình quạt 24 thì bình 24 thì mua 24 chứ đừng có điện 12V mà nâng lên không nên. Không, hiện nay là chưa có giải pháp cái này, chứ bà con chờ tôi nghiên cứu ra cái mạch này tôi bán nha. Chứ đồ của Trung Quốc là chè như vậy thôi. Sao có 27 đô. Cái này nó hơi ấm ấm này. Khi mà mình xài cái dòng 1 triệu nó lớn là cũng phải cái loại xài cái jack gì mà GB 70 hay GB 60 gì đó. Phải xài cái jack đó chứ cái jack này chịu cũng không nổi. Nè tôi thấy tôi kỹ không? Cực âm cực dương thì tôi phải xài hai sợi dây điện. Hôm nay dây đồng nó tốt á, chứ dòng thường đâu. Đó, mà nó vẫn ấm. Nó ấm ở chỗ này nè. Là khi mà xài dòng 1 triệu ấy, nó lớn lắm. Như 12V mà công đè quạt 40W đi, quạt 30W đi. Là cũng phải 3 ampere đâu, hai mấy 3 ampere. Là ngay chỗ này là tiếp xúc là phải xài loại đồng mà loại dắt xịn á, chứ cái dắt này nó mỏng quá chịu không, hoặc là phải xài nhiều dắt. Cái này cho phải xài ba cái dắt như vậy, ba cái dắt mà nói xong xong một lần cắm vô phải cắm ba dắt vô,
chứ không mà nó cũng tốn điện ở chỗ này. Đó, thấy rõ ha. ITL6019 là con này tôi nghĩ thì nếu chắc cái mạch nó đơn giản, nếu bà con muốn thì bà con thiết kế cái mạch khác đồ cái tặng về cho nó giữ vô thì nó sẽ xài lâu, xài thời gian dài không sao, nhưng mà theo tôi hiệu suất cũng không cao, con này hiệu suất không cao. Chứ cái mạch này mua về là không không biết sao chế nữa nè, giờ nó dính mấy cái này hết à. Giờ chắc phải tháo mấy cái này ra hết luôn quá. Xong là tháo tụ, tháo này luôn hả? Thay bằng cái cuộn cảm lớn hơn tặng cho hiệu suất nó cao. Cuộn cảm nóng nè. Xong là xài một giá cái tụ cũng nóng luôn. Tụ này tụ nhôm nè, tụ chống tụ xịn. Nhưng mà để vậy là mình không có chế tặng gì, không có độ tặng gì được. Thằng làm ngu dốt thì làm kiểu gì là thôi bó tay luôn rồi, vì sao chế nữa. Tôi là tôi ước mơ là tôi làm mấy cái này nè, mà chưa có thời gian. Không có thời gian mà cũng không có kiến thức nữa. Làm cái này thì tôi thấy mấy Trung Quốc làm chán hơn. Mấy Trung Quốc tôi nghĩ là kiểu nó đi gia công cho tụi Tây á. Xong rồi tụi Tây nó xì lên cho tí xíu, rồi giờ nó làm với số lượng nhiều, nó giá nó rẻ chứ. Nó xài cái công nghệ thấy cũ xì. Nó xài công nghệ cũ quá rồi nó vậy. Nó được cái này không được cái kia, nó cũng vậy. Chứ mà tôi thấy gần đây tôi có coi trên một cái clip của tụi thằng Trung Quốc, thằng này Đại Lục. Nó có review là thường là mấy chip, có thể chip Trung Quốc á, có thể là hiệu suất nó thể cao hơn chip TI luôn. Và mấy phần trăm. Chẳng hạn như chip TI nhiều khi 8-800, mà chip của Trung Quốc nó còn cái hãng SCMI này có thể lên tới 9 ý MB kìa. MB tức là Monolithic Power á. Có thể tới 94%, nhưng mà nhiễu quá trời nhiễu luôn. Con của TI thì nhiễu nhiều khi có 2 mV hay gì đó. Con của đồ Trung Quốc tới 20 mV, nhiễu nhiều hơn. Nên nhiều khi nó thật ra mấy công nghệ ba bèo bèo này tụi nó đi gia công cho Tây nhiều, Tây xì ra cho nó biết nha. Vậy nó làm cho mấy công nghệ này nó cũ xì à. Nó không, bây giờ cái công nghệ mà nguồn sung nó nhiều công nghệ mới gì lắm. Nhưng mà cũng không biết là do bản quyền hay tại sao, không hiểu. Mà tụi nó không làm, tôi nghĩ chắc do bản quyền hay nó sợ hay gì đó. Chứ mấy Trung Quốc mà có cái gì mà nó không chôm được.